đi. Con đá bên ngoài tràn chứ. Đi qua đây hả? À? Cái cây đấy hả? Tôi tung những cái cây có chắc. Cái chân nó bò thế cơ. Đủ thế đấy, ai ai ai. Con cái cây này, con có chắc chắc thì hay nó. Rồi rồi. Cái chân nó bò cái cây luôn. Ôi, con cũng cái chân luôn. Đây chính là đường lên thượng nguồn của Khe Yên giáp với biên giới Lào. Phía trước mặt các bạn chính là ngã ba suối, ngã đây chính là ngã ba suối Khe Yên. Nơi này tỉa ra hai nhánh suối, mục tiêu của tụi mình là đi đánh và khảo sát địa chất ở sâu hai trong hai nhánh suối này. Hai nhánh đổ về thành một dòng chảy ra ngoài bản. Theo người dân bản địa thì ở đây khu vực này có rất là nhiều voi, voi vẫn thường hay về đây vậy phá ăn uống tìm cây cối gì đó. Thật là nguy hiểm. Giờ thì may đi không thấy con voi nào cả. Chưa thấy con voi ở đây thì chắc xách dép mà chạy thôi. Chứ cũng không biết đường nào mà lần. Mong rằng mọi chuyện sẽ gặp may mắn. Thấy bên này có cái chòi nhà nước. Nhà nước xây. Đây là
một người dân công và anh tổ trưởng cùng với một bạn đi cùng mình. Giờ cả đội đang nghỉ trưa. Còn hai ba người đồng đội đang đi phía sau nữa. Lên một đoạn thì gặp thác cao, tự nhiên là thác nước chảy quá trời. Đứng là sâu lắm. Wow. Sau từ 9 giờ 8 giờ rưỡi sáng đến bây giờ chiều là 5 rưỡi chiều rồi thì tụi mình vẫn chưa vào được hành trình, nhưng mà thành phải dựng lán và nấu cơm ở đây qua đêm, ngày mai mới tiếp tục làm tiếp đi cả 8 tiếng đồng 9 tiếng đồng hồ băng theo cái suối và leo dông lên mấy vách đá mới tới được nơi này. Này đang là ở trong khu vực rừng sâu giáp với biên giới Lào, thuộc thượng nguồn Khe Yên. Phía trước là những đồng đội và anh của mình đang nhóm lửa và bắt cơm. Và có một chú công nhân đã đi chặt củi về nhóm lửa dựng lán để có chỗ tối nay ngủ. Chào các bạn nha. Chừng nào xong rồi chở xuống dưới hả? Đánh nhanh xuống dưới hả? Dạ, một hai cũng đã phụ phụ vây hoặc là mãi là đánh một nhạc bên đây ngay kia buổi sáng đánh nhạc bên đây buổi chiều đánh nhạc bên đây nè. Cố vậy nó hay cố gắng. Ngày hôm nay mình đi mà đi mày chọc qua trong công ty á, khác rồi. Tính lại cho chuyện này. Long đợi mai anh Trung ở đây dưỡng sức, bây giờ chiều nấu cơm ăn. Chiều giờ mình có cơm ăn. Là Trung chứ anh đang mình đâu ở đâu. Là Trung cũng gậy mẹ đó. Có gãy cũng phải lết xác giờ tới nhà. Chơi trong rừng này là chết. Này là hành trang ba lô cá nhân của mình. May là nó vẫn chưa bị ướt nước. Mình đang nhâm lửa, đuổi lửa nấu củi, nấu cơm. Còn mọi người đang đi chặt cây rừng ở về làm xà lát. Tối nay phải ngủ trong rừng mình rồi. Đang làm cái trụ từ đầu tiên để dừng lát. Này là chú nhân công đi cùng tụi mình. Dạ dạ dạ. Sau khoảng gần một tiếng dừng lán. À, nước ở trên nha, lấy nước ở trên nha sạch. Nước này nãy mình tắm mình thải nhiều chất dơ rồi.
Ủa, còn cái này sao 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 bắt cái nồi lên rồi? Ba chén gạo rồi. Bắt lên xong vậy chờ cơm chín thôi. Cá lửa chờ nó sôi lên hả? Sôi lên đũa, để đũa là sới à. Sới để cà nước sôi phát nữa làm ảnh nha ta. Món thịt nướng nhìn hấp dẫn này. Có được con cá nào không anh? Nữa, thôi nhờ. Thôi nhìn túi vô. Tắt chặt con vô nè. Cái này cá này. Cái này cá này cái con gì anh? Con ếch à? Ếch này bà không luộc ăn cũng được hả? Ừ. Bỏ con nôi rồi luôn. Wow. Phải, cua chậm hết. To nhiều à, cua nhiều ếch à. Quên. Xong con ếch. Sáng mai có món ăn rồi. Có người chạy với kìa. Cua trong bờ đồng thôi. Nó mờ mờ nó mờ 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 này nó đang còn cua. Một bầy. Một bầy cua. Cá nhỏ quá trời luôn. Nhỏ này mà khó ăn cũng ngon à. Này là cá gì à? Cá biệt cá gì này. Nó nhỏ nhỏ giống cá bổng. Để nó giống cá bổng. Cá này ở đây nó có cá đó. Cá té à. Dạ. Cá mã đó. Cá bôi trội rồi thả lưỡi nhiều lắm. Mà này cá nhỏ quá mà. Chào các bạn, bây giờ đã là 6 giờ sáng, cũng ngày hôm sau rồi. Một đêm, một đêm nay mình đã dừng chân đông lán và ngủ lại tại đây. Cảm giác ngủ của mình thực sự ban đầu hơi bị khó ngủ và mình thức dậy liên tục rồi. Ban đêm thì thời tiết nóng lắm, đến tầm khoảng đầu giờ sáng ra thì sương nghe lạnh buốt luôn. Cũng may là trời là sáng thật là nhanh cho các bạn xem được.
vài chục mét nó để một miếng mỡ. Nó lại đây nó lên đây luôn. Nó ngửi được cái mùi thức ăn á. Cua gì? Cua đá. Cái suối suối nhỏ này này. Cái nhỏ xíu này. Nhiều cũng cùng. Được bên trong cái bu kìa, tuốt trong luôn á. Nãy ông bắt. Cua không có bắt gì á. Thả lưới cá rồi ăn mấy ông ghét. Mày ăn cá tao. Bẻ xong rồi cái ông kho, kho chung cá. Thật cái ngọt rồi. Ăn nước ngọt. Ôi đỏ mới nhồi nám. Đường ánh thôi. Nám kia mà. Ôi. Em muốn sạch xí nè em không. Thôi mình cũng bắt. Bữa đỏ nó ăn cháy. Nam ăn chay rồi đi rừng ăn chay hả? Ăn chay ở rừng ăn chay ăn bằng gì? Ăn rau lá không à? Không, nhưng mà đi rừng nó ăn hết. Nó ở nhà nó ăn chay, đi rừng tao nói ăn thịt ăn cả vào mà đi ra không có thực đi đâu. À. Ăn hết. Ăn chay tháng 4 và 8 ngày. Ừ, nó ăn chay. Giờ là xong mất rồi. Đâu còn chờ biến gì đâu. Cua này chấm muối dưa chút bơ đâu đấy.